thay mặt cho nhà hàng tiệc cưới Moonlight, con chúc cho hai ông bà trăm năm hạnh phúc. Hôm nay là sinh nhật của bác Hà và bác Sơn là ông xã của bác Hà. Thì 86 tuổi với 87 tuổi, con chúc cho ông bà sống thật là lâu bên con cháu của mình. Hôm nay ông bà có vui không? Dạ. Bà ăn đồ ăn có được không bà? Dạ, cảm ơn bà nhiều. Chủ nhà hàng quá lịch sự. Chỉ là cô muốn đưa cái show này lên show này để chúc nhà chúc mà. Cái này con sẽ đưa ông bà lên chương trình TV để con chúc cho ông bà nha, thứ ba hàng tuần trên đài 57.4 của SCT. Rồi. Dạ. Dạ. Cảm ơn mấy anh chị. Dạ.